Các bạn thân mến, Việt Nam là quốc gia nằm ven bờ Tây của Biển Đông, có bờ biển dài 3.260 km, vùng biển rộng khoảng trên 1 triệu km vuông, với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở vị trí tiền tiêu và liên kề với vùng biển của các nước trong khu vực. Cũng chính vì tầm quan trọng và lợi ích có được từ vùng biển này mà nhiều năm qua vẫn tồn tại những tranh chấp không đáng có giữa các quốc gia có chung đường biên giới trên biển, trong đó có Malaysia, Philippines, Brunei và đặc biệt là Trung Quốc. Không thể đọ về sức với gã khổng lồ đầy tham vọng, nhiều năm qua, Việt Nam đã căn cứ vào Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 để khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển và thềm lục địa bao hàm cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, Bắc Kinh đã 5 lần 7 lượt phủ quyết điều này. Thậm chí ngay cả khi họ đã đặt bút ký vào thỏa thuận phân chia ranh giới biển, thì một thời gian sau đó lại tự mình phả vào mặt mình khi ngó lờ những quy định còn chưa ráo mực. Mới đây nhất chính là việc Bắc Kinh đã ngang nhiên tuyên bố đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ, bất chấp luật pháp, bất chấp bản ký kết còn chưa ráo mực của họ vào năm 2000 với Việt Nam. Hành động của Bắc Kinh đã khiến dư luận trong nước và quốc tế vô cùng phẫn nộ. Vậy vì sao Trung Quốc lại làm điều này? Mục đích của họ là gì? Việt Nam phản ứng ra sao trước hành động này? Chúng ta hãy cùng làm rõ ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, sự việc xảy ra vào hôm 7 tháng 3 mới đây, khi truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Trung Quốc công bố đường cơ sở mới trên Vịnh Bắc Bộ. Việc công bố này là âm thầm, tự sướng và không hề có gì bàn bạc với Việt Nam, quốc gia có đường biên giới trên biển rất dài với Trung Quốc. Các chuyên gia quốc tế nhận định rằng đây là một hành động tùy tiện, sai trái, bởi nó không tuân thủ Công ước Quốc tế về Luật Biển. Hiểu một cách đơn giản, giống như việc hai nhà giáp nhau đã cùng nhau đo đạc ranh giới cái dậu mùng tơi, lên công chứng ở sở địa chính, rồi sau một ngày đẹp trời, ông hàng xóm xấu tính dở chứng, cậy mình to xác, mang rìu phá tan cái dậu mồng tơi rồi xây hàng rào lấn sang nhà bên cạnh vậy. Câu chuyện về đường cơ sở là câu chuyện hết sức phức tạp và nhạy cảm, đặc biệt khi nó lại là ranh giới trên biển, không giống như đường biên giới trên đất liền có thể xây rào, xây tường, trồng cây phân biệt rõ được. Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đường cơ sở là gì và việc phân chia nó diễn ra đúng luật như thế nào. Các bạn thân mến, việc vạch ra hệ thống đường cơ sở là nhằm tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa, đường cơ sở của các hải đảo, quần đảo xa bờ, các quốc gia quần đảo. Chính vì vậy, đường cơ sở được hiểu nôm na đó là đường ranh giới phía trong của lãnh hải và là ranh giới phía ngoài của nội thủy, do nước ven biển quy định trên cơ sở phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đây chính là căn cứ để xác định phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác như vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế. Đương nhiên, không phải quốc gia nào cũng tự ý mình vẽ ra được. Muốn vẽ được nó phải có sự thống nhất của cả hai quốc gia giáp danh nhau. Với Việt Nam và Trung Quốc, đường cơ sở trên Vịnh Bắc Bộ là một trong những vấn đề quan trọng và cũng có nhiều vướng mắc trong nhiều năm. Vịnh Bắc Bộ có diện tích gần 130.000 km2, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 310 km, nơi hẹp nhất ở cửa vịnh rộng 207 km. Bờ Vịnh Bắc Bộ phía Việt Nam dài 800 km, phía Trung Quốc gần 700 km. Phần vịnh phía Việt Nam có khoảng 2.300 đảo đá ven bờ, còn phía Trung Quốc có một số ít đảo nhỏ ở phía đông bắc vịnh như đảo Vị Châu, Tà Dương. Vịnh Bắc Bộ có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc về kinh tế lẫn quốc phòng an ninh. Vịnh là nơi chứa đựng nhiều tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là hải sản và dầu khí. Trong vịnh có nhiều ngư trường lớn, cung cấp nguồn hải sản quan trọng cho đời sống của người dân hai nước. Trong khi đó, đáy biển và lòng đất dưới đáy của vịnh được cho là có tiềm năng lớn về dầu mỏ và khí đốt. Vịnh này là cửa ngõ giao lưu từ lâu đời của Việt Nam ra thế giới, có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, thương mại quốc tế, cũng như quốc phòng an ninh của nước ta. Đối với khu vực phía Nam Trung Quốc, vịnh cũng có vị trí quan trọng. Vì vậy, cả hai nước đều rất coi trọng việc quản lý, sử dụng và khai thác vịnh. Vậy Việt Nam và Trung Quốc đã từng thỏa thuận như thế nào về vấn đề này? Lật lại lịch sử, đã có nhiều tranh cãi xung quanh việc phân chia ranh giới và đường cơ sở ở Vịnh Bắc Bộ. Thậm chí xung quanh đường cơ sở ở Vịnh Bắc Bộ, giới truyền thông lề trái còn từng tung tin xuyên tạc rằng Việt Nam bán đất bán biển cho Trung Quốc. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Làm rõ trên truyền thông, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ khẳng định rằng không có chuyện Việt Nam bán đất bán biển cho Trung Quốc. Trước đó, tiến sĩ Trần Công Trục chính là người đã từng tham gia cuộc đàm phán biên giới Việt Nam với Trung Quốc
ngay từ đầu sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Với tư cách là phó đoàn đàm phán cấp chính phủ và từng là trưởng nhóm chuyên gia đi đàm phán biên giới đất liền, phân định Vịnh Bắc Bộ và các vấn đề trên biển, cho nên ông hiểu rõ từng trần tờ kẽ tóc về vấn đề này. Cụ thể, vị chuyên gia cho biết, theo Công ước Pháp Thành ký vào năm 1887, các đảo phía đông kinh tuyến Paris 105 độ 43 phút, kinh độ đông, tức là đường Bắc Nam đi qua điểm cực đông của đảo Tachiaco hay Wan Chan thuộc Trà Cổ và làm thành biên giới cũng được cho là của Trung Hoa. Các đảo Gotho và các đảo khác phía tây kinh tuyến này thuộc về An Nam. Những người Trung Hoa phạm pháp hoặc bị cáo buộc phạm pháp tìm nơi trú ẩn tại các đảo này sẽ bị, theo quy định của Điều 27 của Hiệp định ngày 25 tháng 4 năm 1886, tìm kiếm, bắt giữ và dẫn độ bởi chính quyền Pháp. Có một số học giả Việt Nam và quốc tế cho rằng, Công ước không nói rằng kinh tuyến 105 độ 43 phút Paris, tức là kinh tuyến 108 độ 3 phút 13 Greenwich, là ranh giới phân định biển cho toàn bộ Vịnh Bắc Bộ. Bản đồ đính kèm Công ước vẽ ranh giới dọc theo kinh tuyến 105 độ 43 phút Paris từ cực đông đảo Trà Cổ ra biển và ngừng cách đảo khoảng 5 hải lý, tức là chỉ cho một phần rất nhỏ của vịnh. Từ những điều trên, một số nhà nghiên cứu cho rằng vào năm 1887, trong Vịnh Bắc Bộ, Pháp không cho rằng họ có chủ quyền hay quyền chủ quyền trong vùng biển cách bờ hơn 12 hải lý. Cũng không có chứng cứ là vào thời điểm đó, Trung Quốc nói họ có chủ quyền hay quyền chủ quyền trong vùng biển này. Kinh tuyến 105 độ 43 phút Paris trong Công ước chỉ phân chia đảo và phân chia lãnh hải ven bờ. Điều đó có nghĩa là Công ước Pháp Thành chưa phân định phần lớn Vịnh Bắc Bộ. Cũng chính vì điều này mà khi đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ sau này, Việt Nam đã thỏa thuận theo nguyên tắc của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, chứ không căn cứ vào Công ước Pháp Thành. Đó là nguyên tắc thỏa thuận, có tính đến mọi hoàn cảnh liên quan để phân định Vịnh Bắc Bộ, đảm bảo tính công bằng mà hai bên có thể chấp nhận được. Và vấn đề về việc phân chia Vịnh Bắc Bộ mà cụ thể là phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh giữa Việt Nam và Trung Quốc chỉ được đặt ra sau khi có sự phát triển tiến bộ của luật biển quốc tế từ giữa năm 1950 trở lại đây. Và quá trình đàm phán cũng không phải xuôi chèo mát mái như những gì chúng ta mong muốn và luật pháp quy định, bởi ông hàng xóm luôn nghĩ mình ở cửa trên so với Việt Nam. Cụ thể, từ năm 1974, việc đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ bắt đầu diễn ra trong 3 đợt. Năm 1974, giai đoạn 1977-1978 và từ 1992 đến 2000. Hai đợt đàm phán đầu tiên không có kết quả, mãi đến sau khi bình thường hóa quan hệ giữa hai nước năm 1991, đàm phán phân định mới đi vào thực chất và có được những đồng thuận để tiến tới ký hiệp định phân định. Trong thời gian 10 năm, từ năm 1991 đến năm 2000, đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc trải qua 7 vòng đàm phán cấp chính phủ, 3 cuộc gặp không chính thức của trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ, 18 vòng đàm phán cấp chuyên viên nhóm công tác liên hợp, 10 vòng họp tổ chuyên gia đo về kỹ thuật phân định và xây dựng tổng đồ Vịnh Bắc Bộ, 6 vòng đàm phán về hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ. Phải mãi đến ngày 25 tháng 12 năm 2000, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ được ký kết. Trong ngày 30 tháng 6 năm 2004, Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa hai nước có hiệu lực thi hành. Cùng ngày diễn ra lễ trao đổi văn kiện thư phê chuẩn Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ. Hiệp định gồm có 11 điều khoản, trong đó Việt Trung khẳng định nguyên tắc chỉ đạo việc phân định là tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình. Hai nước cũng nhất trí, thông cảm, nhân nhượng lẫn nhau, hiệp thường hữu nghị, giải quyết một cách công bằng hợp lý. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Trung Quốc xác định phạm vi phân định và xác định đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ đi qua 21 điểm có tọa độ địa lý xác định, nối các đoạn thẳng với nhau. Việt Nam được 53,23% diện tích vịnh, Trung Quốc được 46,77% diện tích vịnh. Sơ đồ đường phân định Vịnh Bắc Bộ theo Hiệp định 25 tháng 12 năm 2000. Đường này là tập hợp những đoạn thẳng tuần tự nối liền 21 điểm phân định. Vâng, thưa các bạn, việc ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Lần đầu tiên, Việt Nam-Trung Quốc có một đường biên giới trên biển rõ ràng, bao gồm biên giới lãnh hải, ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ có giá trị quốc tế. Hai bên cùng thảo thuận dựa theo nguyên tắc do Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 quy định UNCLOS.
Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc xác định rõ phạm vi, tạo ra khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng, thuận lợi cho mỗi nước tiến hành bảo vệ, quản lý, sử dụng, khai thác, phát triển bền vững Vịnh Bắc Bộ, duy trì ổn định, tăng cường tin cậy và phát triển quan hệ chung giữa hai nước. Các hiệp định này cũng là đóng góp rất có giá trị cho luật pháp và thực tiễn trong việc phân định ranh giới biển nói chung và ranh giới biển trong vịnh nói riêng. Phù hợp với nguyên tắc phân định ranh giới các vùng biển, thêm lục địa chồng lấn giữa các quốc gia ven biển nằm đối diện hoặc kế cận mà UNCLOS đã quy định. Nhận tưởng mọi thứ như thế là đã rõ ràng, minh bạch và đồng thuận. Ấy thế mà đùng một cái Trung Quốc trở mặt như chưa hề có cuộc phân chia khi bút mực ký trên thỏa thuận còn chưa ráo. Cụ thể là vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, trên trang chủ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi đầu tháng 3 năm 2024 đã công bố 7 điểm để hình thành đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ. Vâng, đương nhiên là cái đường cơ sở quái dị do các nhà thiết kế biển của Trung Hoa vẽ ra này chưa từng tồn tại trong lịch sử, cũng không nằm trong hiệp định mà chúng ta đã ký kết với Trung Quốc năm 2000. Vậy mà Bắc Kinh không rõ vì lý do gì quyết định công bố vào thời điểm này, thời điểm mà quan hệ hai nước đang có nhiều dấu ấn tốt đẹp. Nói việc công bố đường cơ sở mới này là vô cùng tùy tiện, bởi lẽ một số điểm cơ sở mới mà Trung Quốc công bố cách bờ quá xa, vi phạm nghiêm trọng luật biển của Liên Hợp Quốc. Theo các chuyên gia, với cái được gọi là đường cơ sở mới này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tự do hàng hải, lắp đặt cáp và đường ống dưới biển, cũng như hoạt động cải tạo đảo của Việt Nam. Theo giáo sư Carl Tyer, Học viện Quốc phòng Australia, đường cơ sở mới của Trung Quốc vừa vạch ra dường như quá mức. Nó sẽ dẫn đến tình trạng chồng lấn lớn hơn của vùng đặc quyền kinh tế của Hoa Lục về đường trung tuyến và khu vực đánh cá chung mà hai bên đã thống nhất tại Vịnh Bắc Bộ. Vậy Việt Nam đã phản ứng như thế nào? Ngay trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao sau đó, Việt Nam nêu phản ứng trước việc Trung Quốc đưa ra tuyên bố về đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho hay, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiếp giáp Vịnh Bắc Bộ. Ngày 25 tháng 12 năm 2000, hai nước đã ký kết Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ. Hiệp định này có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2004 để xác định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mỗi nước trong Vịnh Bắc Bộ. Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ Hiệp định về Phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đồng thời, Việt Nam bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý của mình theo luật pháp quốc tế, cũng như quan điểm đã nêu tại tuyên bố ngày 6 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ Việt Nam liên quan tuyên bố ngày 15 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ Trung Quốc, công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của Trung Quốc. Cũng trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi liên quan đến tác động từ tuyên bố của Trung Quốc về đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ tới quan hệ song phương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, như tất cả những mối quan hệ khác, những điểm còn khác biệt trong quan hệ giữa các nước, cụ thể ở đây là Việt Nam và Trung Quốc, luôn được hai nước trao đổi. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Vâng thưa các bạn, rất chắc chắn và cũng rất quyết liệt, quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam là không nhân nhượng, không bỏ qua những kiên quyết giải quyết vấn đề trên tinh thần hòa bình, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Bởi lẽ cái gì đã được luật pháp quy định cũng có nghĩa là được dư luận quốc tế công nhận, không thể dễ dàng đổi trắng thay đen một cách vớ vẩn như vậy được. Trung Quốc trước sau gì cũng phải công nhận điều này. Vậy thì các bạn có thắc mắc vì sao Bắc Kinh lại cố tình vẽ ra đường cơ sở mới giữa thời điểm này? Bất chấp họ đã từng đồng thuận với hiệp định về đường cơ sở vào năm 2000, tất cả đều có lý do của nó. Các bạn đã từng nghe đến cụm từ chiến thuật vùng xám chưa? Vâng, đây chính là một thủ đoạn trong chiến thuật vùng xám mà Trung Quốc kiên trì thực hiện nhiều năm qua trên Biển Đông. Cụ thể, các hành động trong chiến thuật này đó là: thứ nhất là tạo sự việc đã rồi, thứ hai là tạo sự mơ hồ mang tính gian đe, và thứ ba là gây chiến tranh hỗn hợp,
hiểu đơn giản là gây chiến tranh ủy quyền. Với việc xây dựng đường cơ sở mới, nếu trong trường hợp Việt Nam không biết hoặc không có ý kiến gì thì Trung Quốc sẽ coi đó là chuyện đã rồi và dần dần biến nó thành sự thật bằng cách tẩy trắng trên truyền thông và lịch sử, giống như cách họ đã và đang làm với cái được gọi là bản đồ đường lưỡi bò những năm vừa qua. Thế nhưng Trung Quốc đã sai khi đánh giá quá thấp Việt Nam. Việt Nam không dễ bị loe như vậy. Bất kể lần nào Trung Quốc có động thái sai trái Việt Nam đều lên tiếng phản đối quyết liệt và cho thế giới biết rằng Việt Nam chưa bao giờ và không bao giờ đồng tình với những việc làm sai đó. Điều này cũng có nghĩa là Trung Quốc sẽ không khiến cho dư luận lờ đi các hành động sai của mình được. Trong trường hợp Việt Nam không nói gì thì đương nhiên Bắc Kinh sẽ tiếp tục những động thái leo thang nguy hiểm khác. Theo các chuyên gia, rất có thể họ sẽ lại chơi bài dùng chiến thuật vùng xám tại thực địa. Tức là họ sẽ cho tàu chiến tuần tra và đuổi tàu Việt Nam cũng như các tàu khác ra khỏi các vùng đã được phân định trước đây, nhưng giờ lại bị đường cơ sở mới tác động. Và Trung Quốc sẽ ngang nhiên khai thác phân thêm lục địa hay mặt biển ở những vùng mà trước đây vốn là của Việt Nam. Điều này là vô cùng nguy hiểm và chúng ta đương nhiên không thể để im cho họ muốn làm gì thì làm được. Các bạn thân mến, sự việc tuyên bố đường cơ sở mới diễn ra chỉ cách đây chưa đầy một tháng, sau khi Trung Quốc ngang nhiên điều tàu hải cảnh đi vào khu vực các lô dầu khí của Việt Nam ở vùng biển Bãi Tử Chính. Chính xác là vào ngày 18 tháng 2, trước đó lực lượng hải cảnh của Trung Quốc cũng điều tàu lớn nhất của họ với lượng rạn nước 12.000 tấn tiến vào vùng biển xung quanh bãi đá ngầm này. Đang nói Bãi Tư Chính cách bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 160 hải lý, tức là nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam là nước duy nhất có sự hiện diện ở khu vực bãi ngầm Tư Chính thông qua hệ thống 5 nhà giàn, được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến năm 1995. Trong số đó, 3 nhà giàn vẫn được vận hành ở thời điểm hiện tại. Ngoài xây nhà giàn để khẳng định chủ quyền, Việt Nam cũng bắt đầu các hoạt động thăm dò dầu khí ở đây từ khá sớm, với việc dầu mỏ được tìm thấy lần đầu tiên ở Bãi Tử Chính vào năm 1994. Chính vì vậy, những hành động khiêu khích trắng trợn này đã cho thấy Bắc Kinh càng ngày càng lộ rõ âm mưu muốn lật lại lịch sử và biến khu vực này thành điểm nóng tranh chấp, hòng có lợi cho Bắc Kinh. Thưa các bạn, không phải cho đến bây giờ Trung Quốc mới có những hành động ngang ngược như vậy. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tiếp tìm cách cản trở các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam ở khu vực này, khiến cho quốc gia Đông Nam Á phải hủy các hợp đồng thăm dò với các công ty nước ngoài và chịu thiệt hại về tài chính. Đơn cử như trong năm 2020, Việt Nam đã phải hủy các hợp đồng thăm dò với hai công ty nước ngoài là Repsol và Noble, dẫn đến việc hai công ty này đệ đơn kiện đòi bồi thường. Mục đích của Trung Quốc, theo các chuyên gia nghiên cứu tình hình Biển Đông, là ngăn cản không cho Việt Nam mở rộng phạm vi thăm dò và khai thác dầu khí ở khu vực Bãi Tử Chính, bằng việc ép các công ty nước ngoài từ bỏ hợp tác với Việt Nam. Trung Quốc hy vọng sẽ buộc Việt Nam phải hợp tác với chính Trung Quốc nếu muốn tiếp tục thăm dò và khai thác dầu khí ở Bãi Tử Chính và các khu vực khác trên Biển Đông. Và điều đó có nghĩa là công nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực này. Đương nhiên, đây là viễn cảnh Việt Nam không bao giờ chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh ngay sau động thái ngang ngược của quốc gia này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định trước truyền thông quốc tế rằng lập trường của Việt Nam đối với bãi ngầm Tư Chính là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần. Theo đó, bãi ngầm Tư Chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam và được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bà Hằng cho biết Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982. Việt Nam đang và sẽ kiên trì bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của mình bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh. Các bạn thân mến, không giống như một số quốc gia khác trong khu vực dễ dàng bị Bắc Kinh lấn lướt và bắt nạt, Việt Nam từ trước đến nay vẫn luôn thể hiện quan điểm rất rõ ràng và thống nhất về chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. Đó cũng là lý do mà Bắc Kinh, mặc dù hoa hảo trên chính trường nhưng vẫn âm thầm coi Việt Nam là hòn đá tảng, cản đường trên con đường bành trướng của họ ở khu vực. Nhưng không sao, việc Bắc Kinh nghĩ gì là việc của họ. Còn đối với Việt Nam, việc bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn luôn là điều quan trọng và tiên quyết, không thể nhân nhượng hay lùi bước được. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy cho chúng tôi được biết dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.